Chơi gà bà rẻ, xin chào tất cả người anh em đam mê chăn nuôi nha. Rồi, ở đây. Chơi gà bà rẻ, xin chào tất cả những anh em đam mê chăn nuôi và những bà con nông dân ha. Những cái bà con nông dân. Đó. Xin chào nha, xin chào tất cả những bà con nông dân và tất cả những người đam mê chăn nuôi. Thì hôm nay á, thì chơi gà bà rẻ thì muốn hướng dẫn và chia sẻ cho anh em và hướng dẫn cho anh em về cách sử dụng men vi sinh này cho nó đúng ha, nó đúng chai men vi sinh xuất xứ từ Nhật Bản, chính chạy gà Bà Rịa sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản nha. Thì anh em cũng cần phải hỏi nha, mình đã nói rất là nhiều clip rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm thế nào anh em xử lý triệt để ngay lần đầu tiên sử dụng vi sinh này nhé. Thì anh em bà con cứ nghe rõ mình lê nói nè. Thì khi các anh em mà có nhận được sản phẩm từ trại gà Bà Rịa, thì khi về tới trang trại của các anh em, thì anh em sẽ lấy mở nắp ra, thì lấy 1cc bơm cho tất cả những con vật nuôi của các anh em. Những con gà nào nhốt, con gà nào bắt được thì anh em cứ bơm vào thẳng trực tiếp vào miệng nó, để cho nó xử lý tất cả những vi khuẩn có hại cho đường ruột và tạo là những con vi khuẩn có lợi cho đường ruột và cái niêm mạc ruột nha. Nghe rõ chưa, gà Bà Rịa nói ba cái vấn đề này phải làm ngay, là thứ nhất phải bơm vào ruột nó một con một cc, cái thứ hai nữa lấy 30 đến 50 cc pha trộn cho 1 kg thức ăn nha, thức ăn như thế này nè đó, 30 đến 50 cc cho 1 kg thức ăn và lấy 5 đến 70 cc pha cho 1 lít nước, xịt tất cả chuồng trại, những con gà con, gà bầy, gà lứa trong chuồng ngủ, chuồng nhốt gì đó, xịt hết nơi đâu các bạn cảm thấy muốn xịt là xịt nha. Thì đây nè, mình sẽ cho các bà con cái cách để bà con làm cho nó hiệu quả. Thì ba cách đó bà con nên cảm thấy làm tin thì bà con cứ làm áp dụng, còn không tin thì bà con không cần phải dùng ha. Thì đó, thì ở đây là mình chế tự do, nó vô hại vô lượng nha. Đó thì bà con sẽ trộn nè, đây là gà con nha. Ở đây mình cho ăn cám rẻ lắm, cám nào rẻ nhất mình cho ăn, chứ mình không có ăn đắt đỏ, cám phi, cám gì á. Ở đây chạy gà Bà Rịa không quan trọng nó ăn cái thứ gì, mà quan trọng cách nó ăn nha. Thì đó anh em thấy mình mấy con gà bầy, gà con á, gà Nhật có đó, gà Lai, gà Việt có đó. Giờ mình trộn cái này xong mình cho bà con đi xem nha. Chắc cả tháng nay mình chưa có hốt chuồng, dọn chuồng, chưa xịt gì hết á, thì sẵn nay mình làm cho bà con biết là cái cách để xử lý nguồn thức ăn đầu vào và cách để xử lý môi trường nha, xử lý môi trường chuồng trại. Đó là ở đây là bà con lấy 3 đến 50 cc pha vào cám công nghiệp để cho gà con ăn nha. Rồi cái trong thức ăn cho gà lớn nè, ở đây chạy gà Bà Rịa ăn đơn giản lắm, có 3-4 thứ à, bắp nè, lúa nè, gạo lứt với lại cơm khô à, hết rồi như đó à, gà nhà nghèo ăn đó. Mình cũng có lấy cái này chế vô 30 đến 50 cc trên 1 kg thức ăn đó, là đây là cái cách để xử lý nguồn thức ăn đầu vào. Tại vì cái lúa bắp thóc ngô này á, ngũ cốc này á, là cái hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, thuốc chống nảy mầm và thuốc chống ẩm rất là nhiều ha. Thì đó là nhiệm vụ về là xong. Đó là coi như đã có 2 cái thức ăn, vừa gà con mà gà lớn ha. Rồi qua bước thứ 3 là anh em lấy một cái lít nước. Lít nước bỏ vô cái bình này nhỏ được rồi. Đó là pha vô 50 đến 70 cc trên 1 lít nước. Rồi là 3 công đoạn nha. Rồi theo chân chai gà Bà Rịa nha. Đó là cái chai vi sinh này. Còn hai chai kia phan bàn tới nè, làm cái chai này trước. Ở đây nó Được. Chờ chút xíu. Rồi bà con theo chân nha, bắt đầu cho bà con về xịt gà con đây. À.
có một mình à, không có ekip, không có dàn dựng, không có chỉnh sửa, không có cắt ghép, không có biên tập. Thì mình quay qua bên đây trước đi nha anh em. Nha, đó. Đó. Đây là cái bầy gà mà gà nhập. Đó, xuống đất từ mấy bữa nay rồi đó. Là cắt cỡ 2-3 tuần gì đó. Thì anh em thấy nó dưới đất không? Không có kháng sinh, không có thuốc ốm. Nhưng mà mình không có khuyến cáo anh em là bỏ kháng sinh hay bỏ thuốc ốm gì cả. Anh em cứ xài. Cái điều quan trọng là anh em xử lý nguồn thức ăn đầu vào và xử lý cái mùi hôi chuồng trại. Đó, mình chưa bao giờ hốt quét thì hôm nay mình sẽ làm cho anh em xem nha. Con gà ăn đó, ăn cứ chưa rồi mà giờ này nó đói bụng nó kêu đó nha. Nó kêu đói bụng như khác là mà nó kêu bệnh nó khác nha, bà con lưu ý nha. Thì để mình xịt cho bà con xem nè. Cũng đơn giản thôi. Đó, ở đây chưa có hốt quét gì hết. Đó, anh em nuôi gà Mỹ mà anh em cứ ú trong chuồng chạy. Rồi anh em sử dụng kháng sinh không thì là anh em bỏ bịch ni lông á. Đó nè. Đó, anh em thấy không? Đó anh em thấy không? Đó gà nhập đó. Không kháng sinh, không thuốc ốm, chỉ có về thôi. Đối với cái chai meo vi sinh đó. Rồi anh em cách xử lý chuồng trại nè. Đó anh em xịt. Đó. Đó anh em xịt. Rồi. Xong, đơn giản. Điều qua đây, ở đây là mới là hơn một tháng nè. Mà chưa có xịt chuồng trại gì hết á. Anh em thông cảm nha. Điều con mình làm mà cái nó quay quay giật giật với lại anh em khó coi nha. Anh em cũng thông cảm cho trại gà Bà Rịa nha. Có một mình à, không có ekip dàn dựng gì hết á. Đó. Đó anh em để đây nha. Để mình làm cho anh em xem nha. Đó. Gà nó ăn buổi trưa rồi đó. Mà giờ nó đói á, nó đói là nó thèm ăn á, nó đói bụng, mau đói bụng lắm. Tại vì cái vi khuẩn đường ruột nó không còn nữa. Đó. Trong cái đường ruột của nó không có vi khuẩn nên nó ăn rất là khỏe. Đó anh em thấy không? Rồi cái đầu bỏ ăn nè. Đó. Anh em thấy không? Nó lăn cái đúng chỗ đó đó. Rồi anh em chờ mình tí xíu nha, rồi mình nói tiếp cho anh em. Đó. Chung quanh là mưa tạt gió lùa. Đó. Rồi chúng ta xử lý thôi. Đó thì cái chai này đó bỏ để pha nước đó. Rồi anh em xịt nè. Xịt ở dưới chuồng nè, dưới cái phân của nó đó. Rồi xịt lên con gà luôn nè. Đó trong chuồng chạy nước uống cu nào nó có để anh em xịt. Đó. Gà con mà sợ gì đâu mà ướt lông như hư lông. Thì cái tác dụng này xịt á, xịt tới đâu thì mùi hôi nó sẽ không còn tới đó và không còn vi khuẩn nữa. Đó. Đó rất là đơn giản. Rồi coi như cái bước anh đã anh em đã xử lý xong. Rồi mình dắt qua cái vấn đề gà con đã xong ha. Rồi qua đây anh em mình sẽ xịt trên cái chuồng gà mà nhốt của các anh em đã từng nhốt nè. Rồi đi theo Minh Lê nha, đi theo chạy gà Bà Rịa nha. Có một mình nè, vất vả lắm anh em ơi. Mình thức dậy từ 3 giờ sáng mà trả lời cho bà con với anh em. Tới giờ này chưa rồi. Đó. Thấy không? Thì trong mấy chuồng gà này anh em có hốt, có khò, có làm gì chăng nữa nhưng đâu bao giờ nó hết những cái vi khuẩn đâu. Thì đó, bắt đầu nè, trại gà Bà Rịa bắt đầu là đó. Ngoài vấn đề cho ăn, trong cái thức ăn này ha, trong cái thức ăn này đơn giản lắm đó, anh em thấy không? Đâu có gì cao sang đâu. Rồi chúng ta cũng phải xịt như thế này. Để mình lấy cái muỗng mình cho ăn luôn cho. Đó. Đó anh em thấy không? Tới giờ ăn á, nó đòi như vậy đó. Nè. Đó anh em cho nó ăn đi bình thường. Anh em thấy không? Rồi các anh em xịt nè. Đó lên con gà luôn. Rồi lên cái chuồng này nè. Đó dưới cái đất này nè. Chuồng và cát của anh em nè. Đó anh em xịt. Tuần lễ anh muốn xịt, xịt anh muốn hốt thì hốt. Đó. Thì ở đây là mang tính chất demo thôi. Chứ một mình không có đủ nguồn lực cho anh em. Nên anh em đừng có cào phím. Đó, xịt lên trên con gà luôn. Đó.
trên cái chùa này luôn đó. Đó vậy thôi. Anh thấy không? Ướt lông, lông nó đẹp luôn nữa, không cần lo đâu. Cái nhiệm đó là nhiệm vụ của vi sinh nó xử lý. Đó anh em thấy có mưa bạc, nó rùa không mà có bệnh đau gì đâu. Đâu có sử dụng nó trên. Chơi mà sử dụng nó trên không rồi nó mất con gà sao anh em chơi. Đó. Anh thấy cái sắc lông không? Có gà nhập có, gà lai có, gà Việt có. Đó, để anh em quyết định. Đó. Hết thì bỏ vô thịt tiếp. Đó, có đơn giản có gì đâu. Thì đây là những cái giải pháp mà để giúp người chăn nuôi chúng ta thật sự là đơn giản hóa cái vấn đề. Đó, thịt trên cái con gà luôn. Anh em thấy cái sắc lông của nó mướt đến mức độ này không? Chưa bao giờ có thuốc. Đến khi ốp đá, đến khi nuôi chế độ rồi anh em đang là hãy vào thuốc. Thì anh em ráng cố gắng nha, mình phải xa, anh em chỉ nghe mình nói và anh em có thể hành động thôi. Rồi vậy là xong. Đó, thịt tươi với con gà luôn. Rồi xong, hết tới đâu thì mình sẽ bơm tới đó. Rất là đơn giản thôi không. Rồi thời gian đó là các anh em đi chơi, đâu có vấn đề gì đâu, rất là dễ dàng. Đó. Đó cái vấn đề là những cái vấn đề hiện tại mình nêu ra, những cái vấn đề khó khăn trong chăn nuôi. Khó khăn trong chăn nuôi. Mà những cái vấn đề này thật sự là không có cách để giải quyết. Thì hôm nay đối với trại gà Bà Rịa thì nêu ra những cái vấn đề khó khăn của anh đang gặp phải. Thì tất nhiên trại gà Bà Rịa sẽ có những cái sản phẩm này để giải quyết những vấn đề khó khăn trong chăn nuôi cho anh em, cho bà con. Đã 5 năm lâm sàng rồi, 5 năm mình không sử dụng kháng sinh. Thì hôm nay sản phẩm này được cấp giấy phép ha, cấp giấy phép kinh doanh về sản phẩm này. Người ta đã đi thẩm định nè, người ta giám định nè, người ta xét nghiệm nè, người ta lấy mẫu nè, người ta khảo sát nè, mới cấp cho trại gà Bà Rịa cái giấy phép này và cục sở hữu trí tuệ. Nên anh em bà con không cần phải hỏi ha, không cần phải hỏi. Cái nghĩa vụ và cái nhiệm vụ anh em có xài, tin thì anh em xài, không tin thì cũng không xài. Cái quyền lợi của anh em á là khi anh em nhận sản phẩm mà không hài lòng, dù có xài hết không hài lòng thì trả lại cho trại gà Bà Rịa, trại gà Bà Rịa sẽ hoàn phí lại cho anh em. Và là trong lúc vận chuyển hao hụt đổ vỡ thì trại gà Bà Rịa sẽ hoàn lại tất cả phí cho anh em. Bà con anh em không có tốn gì. Có mất là chúng ta mất, không còn cơ hội để gặp nhau, không có duyên gặp nhau để chia sẻ thôi ha. Thì đó là những gì trại gà Bà Rịa và nói. Và ở đây trại gà Bà Rịa 120.000 một chai, không bao ship, ship là anh em phải tự chịu nha. Thì để mình có cơ hội thì có thời gian thì mình sẽ làm tiếp thêm nữa để giúp cho bà con, giúp cho những người đang chăn nuôi để vượt qua những cái khó khăn ha, mà đặc biệt cái kinh tế hiện tại rất là khó khăn. Và cái nghiêm trọng hơn nữa các anh em là những cái bộ nọc của anh em rất là nhiều giá trị mà ngày nào á trại gà Bà Rịa cũng tiếp người nông dân, tiếp anh em, những anh em chăn nuôi qua điện thoại từ 3 giờ sáng tới bây giờ là gần 4 giờ rồi mà chưa xong, hàng chuẩn bị xuất đi cho các tỉnh. Thì mỗi anh em nào ở đây cảm thấy hay, hữu ích thì có thể đăng ký ủng hộ kênh để được lan tỏa và anh em sẽ đón nhận những video kế tiếp từ trại gà Bà Rịa. Hoặc là anh em có thể chia sẻ, lan tỏa những video này ra tất cả mọi người. Đó là một những hành động anh em gián tiếp cho đi. Đó là những gì ước mơ hoài bão của trại gà Bà Rịa đã thực hiện nha. Sản phẩm hiện nay đã phủ đã 60 mấy tinh thành rồi, chưa có sự phản hồi nào mà tích cực hay tiêu cực cả nha. Thì anh em có thể thử ha, có thể trải nghiệm. Dưới đây trại gà Bà Rịa không có lùa gà, anh em được tư vấn rồi hãy mua nha, được tư vấn rồi hãy mua chứ không cần nhất thiết phải mua, được tư vấn đã nha. Thì đó là cái cách mà những gì trại gà Bà Rịa đã làm trong suốt 5 năm qua của đàn gà tất cả trong trại và những anh em và những người đã xài sản phẩm của trại gà Bà Rịa. Trại gà Bà Rịa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm những ngôn từ, video, những hành động nha. Trại gà Bà Rịa
buôn bán những cái sản phẩm này, và trại gà Bà Rịa tuân thủ pháp luật và tuân thủ đạo đức làm, có nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước đàng hoàng nha. Thì anh em có thể tham khảo. Ở đây mình nói cái quan điểm của trại gà Bà Rịa, không đụng chạm gì tất cả ngành nghề của ai, không biết sản phẩm bên ngoài như thế nào, bà con cũng đừng để nổi. Và những anh em nào cảm thấy yêu mến thì đứng lại xem và tham khảo. Còn ai không thích thì có thể mời ra hỏi kênh của trại gà Bà Rịa. Đừng cào phím nha, đừng cào phím, đừng có tay nhanh hơn não. Mình nói thẳng vượt tẹt đây đó. Đó, thì ba cái vấn đề anh em phải chốt lại nè. Về lấy một xe cho tất cả những con vật nuôi uống vào miệng hết, để nó xử lý lượng salmonella trước, là đường ruột nó sẽ khỏe. Trong 2-3 ngày là nó sẽ háo ăn. Háo ăn không phải là thuốc hay là báo ăn gì kích thích, mà háo ăn gì đường ruột nó không còn một cái lượng salmonella vi khuẩn nào ở trong đó, là nó tạo lại cái niêm mạc ruột, là nó kích thích hệ tiêu hóa, ăn nhanh, nước máu tăng. Ở đây không quảng cáo. Cái thứ hai nữa, phải lấy đến 30-50cc trộn vào thức ăn như nãy mình lên làm đó. Cái thứ ba nữa là lấy 5-70cc bỏ vô nước xịt chuồng trại giống như mình đó, là nhiệm vụ đó trước. Và những tính năng bên cạnh nó tự động cho các bạn thấy ha. Rồi, vậy là chúng ta đã thống nhất và chốt nha, là cách hướng dẫn sử dụng men vi sinh hiệu quả nhất nha. Mình đặt là sẽ ghi tiêu đề, tối nay mình up cái video này cho mọi người tham khảo. Rồi mình sẽ hứa về lòng biết ơn ha, sự chân thành, mình sẽ làm những cái clip kế theo, tiếp theo về những sản phẩm nữa, để chúng ta rút ngắn được cái thời gian chăm sóc mà bảo vệ được cái môi trường và bảo vệ những con vật nuôi của các bạn ha. Một lần nữa, trại gà Bà Rịa xin chào và hẹn anh em vào những video kế tiếp. Bye bye, hẹn gặp lại anh em nha.